Cái bộ rất là nhỏ, mình bỏ trong túi áo, túi quần sử dụng rất là tiện. Trước đây thì một cái bộ chúng ta sẽ thường phải có một cái hộp xong bỏ ba lô các thứ, thì bây giờ mọi thứ nó rất là nhỏ gọn, dẫn đến là chúng ta có cái công cụ rất là tiện dụng cho việc làm video. Mọi người ở workshop Hà Nội nhé.